Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 299 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc sắc mặt lạnh lùng, bỗng nhiên hiện ra chân thân Phục Hy, mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba, bên hông nổi vảy rồng. Tiên thiên chi khí lưu chuyển quanh người, giống như một vị tiên thiên thần ma của Phục Hy thị xuất hiện trước mặt họ vậy. Tầng tầng động thiên của hắn hiện ra, kinh thiên động địa, khiến cho lục viện chư công cũng đều phải giật mình. Chân thân Phục Hy lại có nhiều động thiên như vậy hay sao? Lục viện chư công khóe mắt co giật, đây là lần đầu tiên họ thấy một người lại có được nhiều động thiên như đến như vậy. Mấy chục tòa động thiên đan xen dần dần thành một thể thống nhất, biến hóa thành động thiên khổng lồ, thật sự là đáng sợ. Giết hắn đi thì đại quân của một tiên thiên sẽ như rắn không đầu. Lục viện chư công lập tức tản ra, mỗi người đứng ở một hướng. Chư vị đế quân của Thái Ất viện tế vũ trụ thiên cầu, Thiên Lý viện tế thiên đạo tàn đồ mà họ tự nghiên cứu, Thiên Ất viện tế hai nửa thiên kỷ thiên nguyên lịch, đế quân của Tam Sư viện thì tế tứ bảo bút mực nghiên giấy, Văn Xương điện tế hai món kỳ binh quy và cổ, chư vị đế quân đế thọa viện thì tế giới thước và một quyển thiên thư. Khí diệm của đông đảo các vị đế quân xung thiên lục viện đều là nơi nghiên cứu, đế quân của lục viện đều là người học cao hiểu rộng, kiến thức bao la, tuy không bằng những võ tướng dẫn quân thế nhưng cũng một luồng khí thế mạnh mẽ. Lần này đông đảo đế quân hợp lực tấn công một đạo vật chủ, đúng là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Viện chủ của Thiên Lý viện cúi người nói: thật hổ thẹn, Dịch Quân Vương thần thông quảng đại, buộc bọn ta phải liên thủ, mong Dịch Quân Vương hãy thông cảm. Trung Nhạc đáp lễ: mọi người cũng đều là vì chủ nhân của mình cả, tử thương là mệnh của mỗi người, không cần nói nhiều. Đắc tội rồi. Đế quân của lục viện gần như cùng lúc động thủ, vũ trụ thiên cầu, thiên đạo tàn đồ, bút mực nghiên giấy, các món trọng bảo đồng thời bùng nổ uy năng oanh kích Trung Nhạc. Các vị đế quân của Văn Xương điện tế quy và củ, quy thước vẽ hình tròn, củ thước vẽ hình vuông. Các vị đế quân đứng giữa những hình tròn hình vuông, tiến lui theo quy tắc, phối hợp chặt chẽ, không chút sơ hở. Quy thước khẽ vạch ra một đường, không gian quanh Trung Nhạc lập tức bị cắt thành một vùng thời không độc lập, chặn mọi thiên địa đại đạo, khiến Trung Nhạc phải kêu lên một tiếng, dường như tưởng mình rơi vào chư thiên vô đạo. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, quy thước của Văn Xương viện không phải chư thiên vô đạo mà là cắt không gian của hắn ra, chặn mọi đại đạo từ ngoại giới, khiến hắn không thể thiên địa tá pháp được, nhưng đại đạo và pháp lực của bản thân thì vẫn dùng được. Còn chư thiên vô đạo là bật kín toàn bộ mọi đạo pháp thần thông, không dùng được cả pháp lực và đại đạo của chính bản thân mình. Hắn chém một đao, lập tức cắt đôi không gian kỳ dị mà quy thước cắt ra. Nhưng lúc này vũ trụ thiên cầu của Thái Ất viện rơi xuống, Trung Nhạc mắt hoa lên, cảm thấy xung quanh một vùng mênh mông, tinh không vô tận xoay chuyển quanh mình và ép tới. Các đế quân của Thái Ất viện vá lại thiên địa, quan sát vũ trụ vận hành, luyện chế quả cầu này suy diễn ra đạo vật lý của vũ trụ từ sự vận hành của vô số thiên hà. Bên trong vũ trụ thiên cầu chứa đựng uy năng khổng lồ, vô số thiên hà ảo nhức tới thân thể Trung Nhạc lên, tung qua tung lại, uy năng thật kinh người. Bảo vật của Thái Ất viện đúng là phi phàm. Trung Nhạc kinh thán, vũ trụ thiên cầu của Thái Ất viện gần như luyện tới tầng thứ của tiểu vũ trụ, thần diệu khó lường, bị nhốt trong thiên cầu thì sớm muộn gì cũng bị luyện hóa. Ngay cả hắn khi bị thiên hà chảy qua người cũng cảm thấy khó lòng mà chống đỡ, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị luyện thành tro bụi. Bảy quầng sáng sau đầu của hắn mở rộng, không gian bí cảnh xoay chuyển, cắt đôi vũ trụ thiên cầu, thoát khỏi tiểu vũ trụ này. Đột nhiên trong lòng cảnh giác, phía sau đôi tiên thiên nhục sĩ dang rộng, bay nhanh lui về phía sau. Trên đỉnh đầu của hắn, một chiếc giới thước giáng xuống, giống như cây thước do đo trời. Cây thước này truyền tới sư đức sư ân lớn lao. Trên đỉnh đầu là các loại thần thông hiện lên, tầng tầng trùng thiên trải ra, thế nhưng cây giới thước đó
không hề bị cản lại, bóp một tiếng đánh xuống đầu của hắn. Trung Nhạc bị đánh tới choáng váng. Đế quân Tam Sư Viện thì tay cầm bút mực giấy nghiên lao tới. Một vị đế quân cầm bút, cây bút lớn giống như đại triện, viết lên chữ, lập tức văn chương đầy trời ập tới. Vô số văn tự biến thành long xà phượng trùng, nhấn chìm Trung Nhạc. Một vị đế quân khác vẩy mực, mực đen tạo thành biển mực đen, nhấn chìm Trung Nhạc trong biển mực. Trung Nhạc đứng giữa biển mực, văn tự hóa thần thông tấn công hắn. Hắn nhìn quanh, thấy biển mực vô cùng vô tận. Dịch Quân Vương, đây chính là biển học vô bờ. Lại một vị tế trang giấy lên, trang giấy bay cao giống như tấm màn trời xuất hiện trên biển mực, vù một tiếng ngập xuống, thu Trung Nhạc và văn tự vào giấy. Trên trang giấy lập tức xuất hiện một cảnh tượng, thân ảnh Trung Nhạc hiện lên trên giấy, trở nên dẹp lép, thế nhưng sinh động như thật. Xung quanh là văn chương hoa lệ, tạo nên từ vô số văn tự. Một chiếc nghiên ngọc ấn xuống đè lên bức tranh. Bốn vị đế quân cùng thở phào, cười ha ha. Dịch Quân Vương cũng khó thoát được tứ đại trọng bảo của Tam Sư Viện ta. Họ còn chưa dứt lời, đột nhiên nghiên ngọc chấn áp bức tranh rung mạnh, rồi bị đánh bay lên lưng chừng không. Một đạo đao quang chém đôi bức tranh, đao quang lướt qua bên cạnh cổ của vị đế quân tế nghiên ngọc kia. Vị đế quân này kinh hãi, đế quân của Đế Tọa Viện vội vàng tế thiên thư, định thu bức tranh kia vào trong để mà chấn áp. Nhưng một bàn tay khổng lồ tóm tới, bóp nát lần lượt lục đại chư thiên, từ bên trong tỏ ra tóm đầu hắn, dùng lực kéo mạnh, kéo hắn vào trong bức tranh. Mau, mau luyện chết hắn ta! Chư quân lục viện hét lớn, các loại thần thông thần binh oanh kích liên hồi về phía Trung Nhạc trong bức tranh. Nhưng trong bức tranh lại có thêm một người, chính là vị đế quân đã bị Trung Nhạc kéo vào. Hai người đang giao đấu trong tranh, chỉ nháy mắt, vị đế quân đó đã rơi đầu, bị giết trong tranh. Trên tranh xuất hiện một vũng thần huyết. Tế Thiên Cầu, luyện bức tranh này đi! Mau, đổ mực vào, để biển học phủ đen bức tranh. Giới thức nhập hóa, ta vẽ lên tranh, biến thành đại phá diệt chi kiếp, cho hắn gặp kiếp nán. Lục viện chư quân mỗi người đều thi triển ra thủ đoạn, chỉ thấy bức họa bay loạn, đao quang bắn ra từ trong tranh, khiến cho các vị đế quân bị trọng thương, rồi lại có những bàn tay to kéo họ vào trong bức tranh. Những đế quân này rơi vào trong tranh, chỉ trong nháy mắt, thân tử đạo tiêu, bị Trung Nhạc giết chết. Thi thể trong bức tranh ngày một nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng bức tranh. Chư quân của Lục Viễn không phải đối thủ của hắn. Lúc này, Thiên Tiên Nương Nương nhìn chiến trường, cảm thấy nhân quả tuyến của mình hết sợ này đến sợ khác đã bị cắt đứt. Đó là vì các cường giả Lục Viễn đang chết dần. Nàng vội vàng nói: Mạc Sư Huynh, mau bảo chư quân Lục Viễn rút lui đi. Mạc Ẩn trong lòng chấn động, vội dùng đồ đằng trụ liên hệ với chư vị đế quân Lục Viễn hạ lệnh rút lui. Chư quân Lục Viễn nhận lệnh đều thở phào, vội vàng rút lui, bay về bốn phương tám hướng. Nhưng vẫn bị bàn tay khổng lồ từ trong tranh tóm mất mấy người. Trong bức tranh liền có thêm vài bông hoa máu tươi rói. Trong nháy mắt, quanh con thuyền cổ nghìn cánh không còn ai khác, chỉ còn lại một bức tranh bay phía trên con thuyền. Đột nhiên Trung Nhạc bước ra khỏi bức tranh, gãy giơ tay, bức tranh rơi vào trong tay của hắn. Bức tranh này có hình có chữ, vẽ những bông hoa mai đỏ rực. Hoa mai đại diện cho tính mạng của các vị đế quân, còn chữ thì viết văn chương ca tụng Thiên Đình Đế Hậu. Đế hậu đáng chết, lập đế mới, loại văn chương này mà cũng xứng để lưu truyền hay sao? Trung Nhạc cười ha hả, thi triển pháp lực, văn tự trong tranh liên tục thay đổi, trong chớp mắt trở thành một bài văn khác. Hàn phong đóng băng trăm hoa, chỉ có mùi hương kỳ diệu của hoa mai là thoát ra từ trong băng tuyết. Dưới cây hoa mai chôn 23 cỗ thi thể, trên cây là 23 bông hoa mai đỏ rực. Mai hoa ngạo tuyết, bức họa này có tên là Mai hoa ngạo tuyết đồ. Trung Nhạc cuộn mai hoa ngạo tuyết đồ lại, đưa tay chỉ một cái. Mai hoa ngạo tuyết đồ bay ra, rơi vào trong tay của Xích Tùng đang ở trong bát trận đồ. Dùng tính mạng của 23 vị đế quân luyện thần binh, uy lực đương nhiên sẽ không tầm thường, nhưng với hắn thì không có mấy tác dụng. Còn với Xích Tùng thì đó lại là một trọng bảo. Gia tài Thiên Đình đúng là không tồi, dù sao cũng là thiên địa chính thống. Đế quân Lục Viễn đều là người học nhiều, hiểu rộng. Tuy biết rõ đế hậu không phải loại thánh thiện gì, dựa vào mưu sát chồng mà đăng cơ, thế nhưng cũng buộc phải cống hiến. Nếu ta có được thiên địa chính thống, tập trung các vị có tri thức trong thiên hạ, chưa biết chừng là có thể lật được cả trời. Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền, xông thẳng vào chiến trường, thấy đế linh của ngũ đại thiên đế của bàn kê thị đang lao ngang lao dọc. Đế linh khổng lồ ba đầu gầm thét, phá tan đế trận của Trung ương thị. Đế linh của ngũ đế Trung ương thị cũng giáng lâm,
đế linh và đế linh tương tranh, 10 vị thiên đế của thời đại địa kỷ chưa từng gặp mặt lại quyết chiến sống chết tại đây, quả thực là bi ai. Nhưng Trung ương thị dựa vào chúng sinh tế tự để đế linh ngũ đại thiên đế hạ giới, thực lực của đế linh thua kém đế linh của bàn kê một chút. Giờ đang gặp nguy hiểm, tiếp tục chiến đấu thì sợ là sẽ bị ép trở lại hư không giới tu dưỡng. Năm vị bệ hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trung Nhạc điều khiển quân thuyền cổ vào trong chiến trường, ngẩng lên như một đế linh bàn kê, nói lớn: có còn nhớ vãn bối không? Đế linh của bàn kê thị đánh tan đế linh Trung ương thị, đế linh Trung ương thị ngưng tụ trở về hư không giới, không thể hạ giới tái chiến được nữa. Đối phó với đế linh bàn kê thị, ngay cả Kiều Trùng Đế Quân cũng không thể. Vốn dĩ Kiều Trùng Đế Quân có côn thần chuyên thôn phệ linh hồn, có thể đối phó với đế linh, nhưng bàn kê đế linh lại là thiên đế vô địch một thời đại, đạo pháp thần thông cao tuyệt, côn thần căn bản chưa vào cơ thể họ đã bị luyện thành cho bụi. Thể ra là ngươi. Đế linh của bàn kê cúi đầu nhìn Trung Nhạc trên con thuyền cổ, cái đầu khổng lồ thò tới bên cạnh thuyền. Tiểu đạo hữu, ngươi và ta thuộc trận doanh khác nhau, trận chiến hôm nay mọi người đều dùng toàn lực, không hỏi thị phi. Trung Nhạc cười nói: bệ hạ, Đường Kim Đế Hậu là loại dâm phụ, ngươi hà tất phải theo vậy? Sao không trở về hư không giới an dưỡng, ngồi nhìn trận tranh đấu này đi? Một cái đầu khác của bàn kê đế linh cười hà hà: người nói đúng là có lý, nhưng bọn ta dựa vào huyết tế mà hạ giới, bàn kê thí huyết tế bọn ta không thể không chiến đấu vì họ được. Từ trước đến nay đều kính ngưỡng phục khí thí, ngươi là tạo vật chủ, ta không muốn ức hiếp ngươi. Nếu ngươi rút lui thì còn có thể bảo toàn tính mạng, nhưng nếu ngươi cứ cố tình làm theo ý mình, ta cũng buộc phải ra tay hết sức thôi. Bệ hạ. Nhục thân của Trung Nhạc đột nhiên phình to, khí tức trở nên vô cùng khủng bố. Đại lục đạo luân hồi mở rộng, 6 dòng tinh hà hình thành không gian vô lượng, thu bản kê đế linh vào trong đại lục đạo luân hồi của hắn. Trung Nhạc cười: như vậy có thể khiến cho bệ hạ biết khó mà lui chưa? Bản kê đế linh cười nói: người lại thi triển thủ đoạn này, tưởng rằng dựa vào thực lực quỷ đế là có thể chống lại ta hay sao? Thực sự coi thường bản lĩnh của địa hoàng quá rồi. Ồ. Đột nhiên thân thể hắn chấn động, sừng sững nhìn Trung Nhạc trong đại lục đạo luân hồi, ngẩng lên nhìn thì thấy bên ngoài còn có một Trung Nhạc khác. Trung Nhạc đó là một vị quỷ đế, còn Trung Nhạc trong đại lục đạo luân hồi thì là một tiên thiên thần ma, hơn nữa còn là tiên thiên phục khi trong tiên thiên thần ma, tọa trấn trong tiên thiên bất quái thánh địa. Bệ hạ, người có thể biết khó mà lui chưa? Trung Nhạc lại hỏi. Bản kê đế linh trầm ngâm một lúc sau thở dài: phục khi thế vận khí vẫn chưa hết, lại có tuyệt đại nhân vật xuất hiện duy trì khí vận. Thiếu niên, thực lực của ngươi đã đạt tới tầng thứ có thể uy hiếp tới tính mạng linh hồn của ta. Ngươi vẫn là tạo vật chủ mà đã có thành tựu vậy, Mục Tiên Thiên cũng không chấn áp được ngươi, không dung nạp được ngươi. Sau này ngươi chắc chắn tạo phản, mưu sát Mục Tiên Thiên đoạt vị. Ngươi là họa căn của thời đại thần ký, tạo phản là việc sớm hay muộn, chắc chắn sẽ gây nên trận động loạn khác thôi. Nhưng nếu ngươi bảo đảm bàn kê thị của ta không bị thanh tẩy, năm vị địa hoàng bọn ta sẽ không tham chiến. Nếu ngươi không đảm bảo thì năm người bọn ta có chết cũng buộc phải tử chiến vì chủng tộc ta. Trung Nhạc gật đầu, bỏ đi đại lục đạo luân hồi, cúi người nói: được, mời bệ hạ về trời. Bàn kê đế linh nhìn hắn hồi lâu, ba cái đầu phát ra tiếng hú dài, bốn vị địa hoàng còn lại nghe thấy cùng bay lên trời. Hư không giới tách ra một đường, năm vị đế linh trở về hư không giới rồi biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Mặc Ẩn phát điên, trong ba vị trí giả nhân tộc, hắn là mưu kế cao sâu nhất, thủ đoạn tàn độc nhất, huyết tế chúng sinh, huyết tế tù binh, huyết tế thần ma đối với hắn mà nói thì căn bản chẳng thành vấn đề gì. Lần này mời được năm vị đế linh địa hoàng hạ giới, chúng sinh và thần ma bị giết vô số, không ngờ năm vị lại trở về hư không giới. Huyết tế nhiều sinh linh như vậy, đương nhiên được Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương dùng Lưỡng Đại Thiên Thư chuyển ách vận sang cả thiên đình, không phải một mình Mặc Ẩn có thể gánh chịu, nếu không với thực lực của hắn thì đã chết từ lâu. Dịch tiên sinh, dùng thủ đoạn gì mà lại khiến cho năm vị địa hoàng đế linh trở về hư không giới đấy? Thực lực của hắn đã tới tầng thứ đó rồi sao? Ngay cả cao thủ lục viễn cũng không làm gì được. Hắn vẫn đang suy tính, bên trong chiến trường Trung Nhạc điều khiển con thuyền cổ thích sát tướng lĩnh các quân, khiến cho hắn không thể không tập trung điều động các quân ứng phó, khá là mệt mỏi. Về thích sát, Trung Nhạc có thuyền cổ nghìn cánh và không gian đại đạo sẽ tinh thông hơn,
Cho dù Mặc Ẩn có liên tục thay đổi động hướng của các tướng lĩnh, các quân, nhưng vẫn liên tiếp có các vị tướng lĩnh thiên đình bị Trung Nhạc giết chết. Trung Nhạc không thích sát thủ lĩnh các quân. Thủ lĩnh các quân thuộc cấp đế quân, thống soái, còn là đế quân đại viên mãn. Trong thời gian ngắn, Trung Nhạc không thể thắng được họ. Cho dù thắng, cũng khó lòng kích sát đối phương. Vì thế hắn lựa chọn đổ sát các tướng lĩnh tầm trung. Số lượng các vị tướng lĩnh tầm trung không nhiều, chỉ có vài nghìn người, nhưng là trung khu truyền đạt mệnh lệnh, nếu họ chết thì các quân thiên đình sẽ không thể điều động được, chiến cục sẽ hỗn loạn. Kiểu Ngỗ Chí Tôn đi rồi. Đột nhiên Vân Quyền Thư kêu lên thất thanh, Mặc Ẩn chấn động, hắn đang định điều động Kiểu Ngỗ Chí Tôn tới bao vây Trung Nhạc, chỉ có Kiểu Ngỗ Chí Tôn mới kháng cự trực diện với Trung Nhạc, hoành tả mọi thứ được. Không ngờ 95 vị tiên tiên thần ma này lại không nói không rằng mà bỏ đi. Vô Kỵ tiên sinh cũng dẫn theo La Lão và anh Như đi rồi. Thiên Ti nương nương hét lớn, Mặc Ẩn tâm thần hoảng loạn. Phong Vô Kỵ đã đành, đi thì đi thôi, nhưng La Lão và anh Thư là hai chiến lực đỉnh phong mà cũng đi mất, ít nhiều cũng khiến cho hắn bất ngờ. Lại có thêm 36 vị tiên tiên thần ma đi rồi. Vân Quyển Thư sắc mặt nặng nề quan sát chiến trường nói, họ cùng Kiểu Ngũ Chí Tôn trở về Bích Lạc Cung. Đế hậu nương nương ngấm ngầm cướp đi sinh mệnh cổ thú, đắc tội Bích Lạc tiên sinh. Chắc chắn là Bích Lạc tiên sinh đã triệu hồi Kiểu Ngũ Chí Tôn và La Lão bọn họ về rồi. Mặc Ẩn định thần lại nghĩ bụng, cho dù không có tiên tiên thần ma của Bích Lạc Cung thì trận chiến này cũng khó phân thắng bại. Nhưng Dịch Quân Vương đổ sát tướng lĩnh tầm trung lại có khả năng khiến ta thua cả ván cờ, phải ngăn chặn hắn ta. Đế quân của Lục Viện đã thua, không phải đối thủ của Trung Nhạc. Phái những đế quân này ra chiến trường là tự chui đầu vào chỗ chết. Chỉ có mời mấy vị đế quân đại viên mãn liên thủ thì mới đẩy lùi Trung Nhạc mà không hại tới tính mạng của hắn. Mặc Ẩn đang tính cách điều động các vị đế quân đại viên mãn, đột nhiên tiếng của đế hậu nương nương truyền tới. Mặc Khanh không cần phải lo lắng về Dịch Quân Vương, người chỉ cần đối phó với đại quân của Mục Tiên Thiên là được rồi, còn Dịch Quân Vương thì cứ giao cho bọn ta. Mặc Ẩn chấn động, Vân Quyển Thư và Thiên Ti nương nương tim cũng đập loạn. Ngẩng lên nhìn thì thấy đế hậu, Thanh Hà và Kim Thiên Đế mặt không biểu cảm đang quan sát chiến trường, mắt vẫn luôn không rời khỏi Trung Nhạc, chuyển động theo từng chuyển động của Trung Nhạc. Rõ ràng ba vị đế này đã động sát tâm với Trung Nhạc. Chấm nhận được tin tức Mục Tiên Thiên rời đi, tới Hắc Đế Cung nhất thời không quay lại được, cũng có nghĩa là trong đại quân có hai vị là đế, là Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế. Đế hậu nương nương khẽ nói, Mục Tiên Thiên đúng là muốn chết mà, lúc này mà còn dám rời đi. Cũng được thôi, đến lượt bọn ta ra tay rồi. Vị sư huynh nào đi giết Dịch Quân Vương đấy? Thanh Hà Đế cười ha ha, để lão hổ đi, việc này khá đơn giản. Sau khi lão hổ ra tay, Ưng Tôn và Trường Sinh bắt buộc cũng phải xuất động. Giết ta lúc này mới là phiền tới bệ hạ và Kim Thiên sư huynh. Kim Thiên Đế cũng gật đầu cười, được, ta chưa chắc đã là đối thủ của Ưng Tôn Đế, nhưng ngăn chặn hắn thì không quá khó. Bệ hạ, Trường Sinh Đế giao cho người. Đế hậu nương nương cười khẽ, Thanh Hà sư huynh mời. Thanh Hà Đế di chuyển, lập tức một con sông lớn chảy tới từ Lăng Tiêu Bảo Điện đổ thẳng tới bên ngoài Nam Thiên Môn. Dực Thiên Quân biến thành thần nhân đầu chim thân người đang quyết chiến, bị dòng sông này đập thẳng vào ngực hộc máu, bắn ngược ra sau, suýt chút nữa đã nguy hiểm tới tính mạng. Thanh Hà đi trên dòng sông lớn, cùng lúc đấy Ưng Tôn Đế hiện thân cười một tràng dài. Thanh Hà sư huynh, người dưới chứng ả tiện phụ đấy đúng là có gầy gò hơn nhiều rồi đấy, bị lấy dương bổ âm rồi đúng không? Thanh Hà Đế không đáp lời, nhưng bên cạnh hắn có thiên hỏa lan tỏa. Kim Thiên Đế lao tới từ bên cạnh cười nói, Ưng Tôn Đế cũng ngày càng gầy gò, lẽ nào là bị Mục Tiên Thiên lấy dương bổ âm rồi sao? Trong thiên hỏa, hắn tế lên một nhành cây ngô đồng lao tới Ưng Tôn Đế. Nhành ngô đồng này là cành cây trên cây ngô đồng ở thiên hỏa hoang vực, tuy không phải thiên địa linh căn thế nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Nhành ngô đồng quét qua, thiên hỏa càng thêm khủng khiếp, tạo nên một vùng tiểu thiên hà hoang vực. Thiên hỏa hoang vực di chuyển chặn đường Ưng Tôn Đế. Kim Thiên sư huynh, ta thấy xấu hổ thay cho huynh. Thanh Hà sư huynh tốt xấu gì cũng bị đế hậu nương nương ngủ qua rồi, xưng thần dưới háng đế hậu, còn huynh thì sao đấy? Ưng Tôn Đế cười ha ha, khí tức cuồng dã, có một loại bá khí riêng của thượng cổ đệ hoàng, xông vào thiên hỏa hoang vực, quyền cước tung ra thiên hỏa, phát huy phong phạm của thượng cổ hoàng tộc. Hắn cười chế nhạo nói, còn huynh thì bị đế hậu nương nương đánh trọng thương buộc phải xưng thần.
Đế hậu, ngay cả việc ngủ mà lấy dương bổ âm cũng không thèm làm với huynh, đúng là đáng thương mà. Nếu huynh đã có thủ với đế hậu thì sao còn theo ả làm gì, chi bằng đi theo ta, mọi người cùng tôn kính Mục Tiên Thiên làm ngự đế vẫn tốt hơn bị chửi như huynh. Kim Thiên Đế mặt đỏ lên rồi lập tức trở lại bình thường. Thực lực của hắn không bằng Ưng Tôn Đế, lúc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ cố thi triển thủ đoạn giữ chân Ưng Tôn Đế. Thanh Hà Đế cũng bị Ưng Tôn Đế nói mà mặt đỏ gay, miệng lưỡi Ưng Tôn Đế đúng là sắc bén, nói hắn xưng thần dưới háng của đế hậu đúng là đại sỉ nhục. Nhưng Ưng Tôn Đế cũng không nói sai, đúng là hắn đã bị đế hậu ngủ qua. Nhưng đó là quan hệ hợp tác, hai bên cùng có lợi, ngủ cùng cũng là để tăng cường tình cảm và mối quan hệ, rất bình thường, nhưng lại bị Ưng Tôn Đế nói thành việc hạ lưu. Hắn tiếp tục đánh về hướng chiến trường để đi giết Trung Nhạc. Đột nhiên Trường Sinh Đế xuất hiện, trên đỉnh đầu cắm đầy cành tua tủa rất gầy gò, lao tới với hắn cười nói: Thành Hảo huynh, đế hậu nương nương phong huynh là phi tử, còn muốn phong huynh là hậu ư? Huynh và Kim Thiên đạo hữu phục vụ đế hậu tại giường mỗi tối, huynh là phục vụ đơn hay là đôi đấy? Hả, chắc các huynh cũng phải có lịch làm chứ. Thanh Hà Đế không kiềm nén được nộ khí, bị hai vị đế trêu ghẹo tới nộ hỏa bùng nổ, chỉ muốn đại chiến 300 hiệp. Trường Sinh Đế cũng giống với Ưng Tôn Đế, cũng hay nói những lời không nên nói, đường đường là đế cấp, tốt xấu gì cũng phải có tí thể diện. Nhưng giờ hai người họ lại không giữ chút thể diện nào cho hắn, vạch trần hết điều đáng xấu hổ nhất của hắn. Thanh Hà huynh, người tiếp tục đi giết Dịch Quân Vương, Trường Sinh Đế có chậm ứng phó. Tiếng của đế hậu nương nương vọng tới, Thanh Hà Đế kìm nộ hỏa xuống, tiếp tục hướng tới Nam Thiên Môn. Phía sau, đế hậu nương nương tiến tới chỗ Trường Sinh Đế, thản nhiên nói: Trường Sinh, ngươi cũng là thượng cổ đế, theo lý còn là tiền bối của ta. Nếu ngươi chịu quy thuận, trẫm sẽ cho ngươi vị trí Tây Cung, hưởng thiên hạ cùng trẫm. Như vậy không phải hơn nhiều với theo Mục Tiên Thiên hay sao? Trường Sinh Đế cười ha hả, lắc lắc đầu nói: Đế hậu, Mục Tiên Thiên tuy cũng là nữ tử, nhưng phẩm hạnh hơn ngươi rất nhiều. Làm ngự đế bên cạnh nàng ta, cho dù không được cả thiên hạ, nhưng cũng tốt hơn làm tình nhân bao nuôi của đế hậu. Cũng chỉ có loại vô sĩ như Thanh Hà huynh mới khúng đốm dưới váy ngươi thôi. Thanh Hà Đế loạng choạng, bị hắn đánh cho một trận, mặt nổi đầy gân xanh. Đế hậu nương nương tế sinh mệnh cổ thụ, cười nói: Trường Sinh, ngươi tuy là thượng cổ đến, thế nhưng không phải đối thủ của chấm đâu. Ngươi cố chấp muốn chết thì chấm cũng đành phải đánh ngươi về nguyên hình rồi ăn ngươi thôi. Trường Sinh Đế sắc mặt khẽ biến, đế hậu nương nương nói ra như vậy rõ ràng là biết la lịch của hắn. Hắn là thánh dược thành đế, không nhiều người biết được điều này. Nếu bị người khác biết la lịch thì hắn sẽ nguy hiểm. Hai vị đế cấp mở biết cảnh sau đầu. Tu vi thực lực tăng vọt, Trường Sinh Đế trước nay không phải người khoe khoang, nhưng đối mặt với đế hậu cũng không dám ẩn giấu thực lực. Lên là thi triển thất đạo luân hồi, bí cảnh thứ bảy hiện ra vạn hoa hình thái, ánh sáng chói lòa vô cùng hấp dẫn. Đế hậu nương nương cũng mở bí cảnh thứ bảy, thành tựu của nàng ta về bí cảnh thứ bảy không bằng được thượng cổ đế như Trường Sinh Đế, nhưng có sinh mệnh cổ thụ nên chiến lực cũng tăng cao. Uỳnh uỳnh, sinh mệnh cổ thụ trở lại vô cùng nặng nề, không cần bất cứ thần thông đạo pháp nào cũng có thể phá mọi thứ. Quầng sáng sau đầu Trường Sinh Đế phóng ra vô số sợi xúc tu như rồng như rắn, quấn lấy sinh mệnh cổ thụ, muốn chống lại công kích đấy, nhưng vừa chạm vào cây thì bị chấn động tán loạn, rơi xuống là tả. Đế hậu nương nương cười khẩy, bất cứ thần thông đạo pháp nào đánh tới đều bị cây cổ thụ này đánh bật vỡ vụn. Trường Sinh Đế giơ tay chống đỡ, rồi bay người lên giống như một phiến lá, rồi bay lên cây cổ thụ. Trường Sinh Đế đứng trên thân cây khổng lồ, định cắm rễ vào thân cây, nhưng lại bị đánh hự một tiếng. Không hổ là thiên địa linh căn, tuy chỉ là tử vật nhưng vẫn rất hoàn chỉnh, ta không hấp thu được chút năng lượng nào của nó cả. Trường Sinh Đế mới nghĩ tới đây thì Thế Đế Hậu kéo cung bắn vun vút vô số mũi tên về phía hắn, rồi cây cổ thụ lật lại đánh mạnh lên người của hắn. Trường Sinh Đế thổ huyết bị đánh bay ra sau. Cùng lúc đấy, không gian sau lưng đế hậu nương nương đột nhiên vỡ ra một cái lỗ lớn, vô số sợi rễ chui ra cắm phầm phập vào người của nàng ta, cắm vào trong nguyên thần biết cảnh, quân lấy nguyên thần của nàng ta. Những sợi rễ này vô cùng to lớn, nháy mắt đã phủ đầy bầu trời của thất đại nguyên thần biết cảnh của nàng. Dưới mặt đất cũng xuất hiện đầy rẫy những sợi rễ to bằng cả dãy núi. Trường Sinh Đế lợi hại như vậy sao? Hình như hơn trước kia rất nhiều. Đế hậu nương nương kinh hãi, thực lực của nàng ta đúng là không bằng thượng cổ chư đế. Cho dù đã mở ra bí cảnh thứ bảy, nhưng hiểu biết về thất đạo luân hồi cũng chưa sâu. Nàng ta dựa vào uy năng của sinh mệnh cổ thụ. Nếu không có sinh mệnh cổ thụ
thì nàng ta không phải đối thủ của Trường Sinh Đế. Nhưng bản lĩnh của Trường Sinh Đế dường như cũng tăng vọt so với trước kia, điều này thì hết sức kỳ lạ. Đế cấp tiến bộ rất khó, phía trước chỉ còn cảnh giới đạo thần, mà cảnh giới này thì mơ hồ, đầy hỗn độn và những điều chưa biết. Không có tiền bối tiên hiền chỉ dẫn, chỉ có thể tự mình mò mẫm. Vì thế đại bộ phận đế cấp từ xưa tới nay đều bị ghim chân ở đế cảnh, không thể tiến thêm. Nhưng Trường Sinh Đế trong mấy chục năm ngắn ngủi lại có tăng tiến, không thể không khiến cho nàng ta nghi ngờ có phải Trường Sinh Đế gặp được cơ ngộ gì hay không. Đế hậu triệu hồi sinh mệnh cổ thụ quét ngang, lập tức rễ của Trường Sinh Đế bị cắt đứt, hai người đều bị thương, sắc mặt nặng nề. Thương thế của Trường Sinh Đế khá nặng, sinh mệnh cổ thụ có tác dụng khắc chế, áp chế rất lớn đối với hắn, khiến cho bất cứ đạo pháp thần thông nào của hắn cũng là vô dụng. Đế hậu cũng rất cảnh giác với vô vàn thủ đoạn của hắn. Lúc này, Thanh Hà Đế đi tới bên cạnh, bên ngoài Nam Thiên Môn, thấy tấm bảng trên Nam Thiên Môn sáng chói, bay qua bay lại trên chiến trường. Ý cảnh của đại đế chứa trong ba chữ Nam Thiên Môn biến thành thần thông tấn công thần ma Thanh Hà Thị, khiến cho tử tôn của hắn tử thương vô số. Địa hoàng của thời đại địa ký cũng muốn dạo oai hay sao? Thanh Hà Đế cười khẩy, dòng sông dưới chân trào dâng chảy thẳng tới, đánh bay tấm bảng về phía Tiên Thiên Cấm Quân. Tấm bảng dùng để chấn áp lao tới. Khi Tiên Thiên Cấm Quân sắp bị đè nát thì đột nhiên một con thuyền cổ xuất hiện ở phía trước. Một bàn tay to lớn thò ra tóm chặt tấm bảng, dựng nó lên trên mũi thuyền. Thân thể Trung Nhạc chấn động, trong cơ thể vọng ra tiếng huỳnh huỳnh. 33 tầng trùng thiên không ngừng chấn động, triệt tiêu năng lượng từ tấm bảng kia. 33 tầng động thiên của hắn mỗi khi chấn động một lần là triệt tiêu được một phần năng lượng của tấm bảng. Liên tiếp vài lần, cuối cùng năng lượng của Thanh Hà Đế cũng bị tiêu biến. Dịch Quân Vương, người rất giỏi. Thanh Hà Đế vỗ tay tán thưởng. Vừa rồi là ngươi điều khiển tấm bảng đó đổ sát đệ tử của Thanh Hà Thị ta sao? Ngươi có thể vừa đại sát tứ phương bên trong loạn quân, vừa điều khiển tấm bảng Nam Thiên Môn ra tay với thần ma Thanh Hà Thị, lại có thể bao quát toàn quốc đối kháng với bọn Mạc Tiên Sinh. Ngươi làm ba việc một lúc như vậy, trí tuệ, sức mạnh, khống chế, ngươi đều làm một cách hoàn hảo. Hắn không kìm được khen ngợi. Phân thân của Trung Nhạc cùng Âm Phiền Huyên điều động toàn quân chống lại Mạc Ẩn, Vân Quyển Thư và Thiên Tiên Nương Nương. Bên khác thì điều khiển quân thuyền cổ đổ sát tướng lĩnh tầm trung của Thiên Đình các quân. Hơn nữa, hắn còn điều khiển bảng Nam Thiên Môn đối kháng với đại quân của Thanh Hà Thị. Bản lĩnh này thực khiến người ta phải kinh thán. Đáng sợ nhất là khi hắn sát phạt cùng các đế quân lục viện, hai việc còn lại vẫn thực hiện có trình tự, không hề hỗn loạn. Chỉ riêng về trí tuệ của hắn đã có thể chấn áp bọn Mạc Ẩn được rồi. Bản lĩnh của ngươi thật sự rất cao, rất rất giỏi. Thanh Hà Đế bật ngón tay cái, đột nhiên ngón tay cái để xuống Trung Nhạc. Đầu ngón tay bỗng biến thành khổng lồ, vân tay trên đấy giống như những dãy núi hùng vĩ, tạo thành hình xoáy xoay chuyển chấn áp Trung Nhạc. Vân tay của ngón tay cái đó giống như một cái động khẩu với vô vàn răng nanh của sói, không ngừng xoay tròn, cắt xé. Năng lượng khủng bố truyền tới, dường như muốn hút mọi thứ vào trong và nghiền nát vậy. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Thanh Hà Đế mỉm cười, Trung Nhạc cười ha hả, nhấc tấm bảng lên đẩy về phía ngón tay Thanh Hà Đế. Hắn cười nói: Thanh Hà đạo huynh, khi đế hậu cùng huynh thì huynh ở trên hay ở dưới vậy? Thanh Hà Đế đại nộ, Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế chọc kẹo hắn đã đành, chỉ một tạo vật chủ nhỏ bé mà cũng dám, thật không thể nhẫn nhịn. Ngón tay của hắn đập mạnh xuống tấm bảng Nam Thiên Môn, nhưng không hề chiếm được chút ưu thế nào. Thanh Hà Đế kinh hãi, bốn ngón tay còn lại lại búng lên trên tấm bảng đấy, đánh bay tấm bảng. Tấm bảng bay đi, dòng sông dưới chân của hắn tràn tới Trung Nhạc. Sông lớn nổi sóng, nước nhấn chìm mọi thứ. Tiên Thiên Khảm Thủy, đại đạo của hắn đã tu luyện tới cực hạn. Đế cảnh thực sự quá cường đại, tâm niệm khẽ động là khiến cho thiên địa đại đạo tràn tới, tăng cường cho bản thân. Uy lực thần thông giống như thiên địa đại đạo đang gào thét vậy. Nhất cử nhất động của Thanh Hà Đế đều dường như đạo lý thiên địa đang chuyển động. Dòng sông dưới chân lao về phía Trung Nhạc, lập tức khiến cho Trung Nhạc cảm thấy mọi cảm thủy trong trời đất này đều nằm trong sự khống chế của Thanh Hà Đế. Mọi đạo diệu, thần thông liên quan tới nước đều thần phục Thanh Hà Đế. Đó chính là đế cảnh, cảnh giới vô địch trong thế gian gần 200 vạn năm. Nếu không có hậu thổ nương nương mở ra cảnh giới đạo thần thì đế cảnh vẫn tiếp tục là vô địch. Ngay khoảnh khắc dòng sông đó sắp đâm vào người Trung Nhạc thì đột nhiên bảy quầng sáng sau đầu hắn xuất hiện. Ngay lập tức bầu trời đầy sao chiếu rọi, dòng tinh hà uốn quanh. Khí thế của Trung Nhạc bỗng chốc tăng tới cực điểm. Người đứng trong bảy dòng tinh hà
là thấu ảnh của năng lượng nguyên thần biết cảnh của hắn. Nếu là trước kia thì bảy dòng tinh hà này chỉ là hư ảnh, nhưng giờ Trung Nhạc đã là tạo vật chủ, có thể hư không tạo vật. Những vị sau này cũng hóa hư thành thực, có dấu hiệu diễn biến thành tinh hà chân chính. Tạo vật chủ tuy có khoảng cách không nhỏ với đế cảnh, thế nhưng khi đại toại phân ra cảnh giới tạo vật này, thực ra đã chia ra ba cảnh giới nhỏ nữa. Tạo vật chủ, đế quân và đế cảnh thật ra đều là cảnh giới tạo vật. Trong đó, đế quân và đế cảnh đều là bổ sung cho tạo vật chủ. Cho dù là đại đế thì cũng là tạo vật chủ. Chỉ có đạo cảnh, đạo thần mới thực sự thoát ra khỏi cảnh giới tạo vật chủ. Cảnh giới của thần ma về bản chất thì chỉ có ba cảnh giới: thần minh, tạo vật và đạo thần. Thần minh bao gồm thần dương, thiên thần, chân thần, thần hầu. Tạo vật bao gồm tạo vật, đế quân, đế cảnh. Còn cảnh giới thần hoàng thì vốn dĩ không tồn tại. Ví dụ như tiên thiên thần ma thì không có cảnh giới thần hoàng. Chỉ sau này khi hư không giới hình thành, có quá nhiều thần ma cần vào hư không giới, nên thần hoàng được tách ra làm cảnh giới riêng biệt. Trung Nhạc do hạn chế về cảnh giới, những vì sao trong tinh hà phía sau đầu thể tích không lớn. Mỗi ngôi sao, ngay cả mặt trời cũng chỉ có bán kính khoảng 1 dặm, nhưng hàng trăm hàng nghìn vạn ngôi sao cộng lại thì cũng vô cùng khủng bố. Những ngôi sao này đều được hóa thành từ đạo của hắn, từ hư chuyển thành thực, đại diện cho việc hắn chính thức bước vào cảnh giới tạo vật. Đương nhiên, muốn làm được như thượng cổ chư đế, biến nguyên thần biết cảnh thành 6 đạo tinh hà thực sự, thì hắn vẫn còn phải đi một chặng đường khá xa. 7 đạo tinh hà sục sôi dâng trào, trong đó tinh hà đại diện cho không gian đại đạo là sáng chói nhất. Vô số những vì sao lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện, thể hiện không gian chi đạo ở mức độ cực điểm. Dưới lườn của Trung Nhạc mọc ra 4 cánh tay, cộng với 2 tay vốn có là có 6 cánh tay, lao thẳng vào dòng sông đang lao tới của Thanh Hà Đế. Thất đạo luân hồi của Trung Nhạc điên cuồng xoay chuyển, tiên thiên bất quái thánh địa trong đầu cũng đang liên tục diễn biến, sức mạnh cuồng bạo của chân thân của hắn trào dâng. Trong 7 đạo tinh hà lại có thêm 7 đạo tinh hà nữa cùng đối kháng với Thanh Hà Đế. Thanh Hà Đế ồ lên một tiếng, cảm nhận năng lượng của Trung Nhạc đang tăng lên điên cuồng, tăng tới không chỉ gấp đôi, chặn đứng được dòng sông của hắn, đây thực sự là một chuyện lạ. Một tạo vật chủ mà chặn được công kích của đế cấp, đây là chuyện từ cổ chí kim chưa từng xảy ra. Trên thiên đình, Vân Quyển Thư, Mạc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương gần như kêu lên thất thanh. Ba vị trí giả của nhân tộc đều lộ ra vẻ kinh hãi, ai cũng tâm thần đại loạn. Đỡ được rồi sao? Vân Quyển Thư lẩm bẩm. Thiên Tư, Mạc Xu Huynh, hắn đỡ được công kích của Thanh Hà Đế, chúng ta nên chuẩn bị cách thoát thân thôi. Chưa biết chừng không lâu nữa, chúng ta sẽ phải rời khỏi đế hậu để phò tá phục khi đấy. Mạc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương trong đầu như nổ tung. Theo dự tính của họ, ngày này còn cần phải 100.000 năm nữa mới tới được. Ngày mà Mục Tiên Tiên hoàn toàn thành đế thì họ mới đi phò tá Trung Nhạc. Không ngờ ngày này lại tới sớm hơn 100.000 năm. Cuối cùng, Trung Nhạc đã có thực lực để đối kháng với đế. Hắn có thực lực này là có khả năng khiến Vân Quyển Thư, Mạc Ẩn và Thiên Tiên Nương Nương toàn tâm toàn ý theo phò tá cho hắn. Cũng có khả năng tranh hùng thiên hạ, đấu tranh cho nhân tộc, cho phục khi quật khởi. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải thoát thân trước khi thiên đình hoàn toàn bị hủy diệt. Vân Quyển Thư trầm ngâm một lúc, lên tiếng nói. Giờ chúng ta có sức mạnh của thiên đình, cố gắng làm suy giảm thế lực của Mục Tiên Thiên, khiến Mục Tiên Thiên cho dù có xưng đế cũng không có ai để mà dùng tới được. Trên chiến trường, Trung Nhạc đỡ được công kích của Thanh Hà Đế. Đột nhiên Thanh Hà Đế hét lên một tiếng, 6 quầng sáng sau đầu chuyển động, cầm dòng sông lên quất về phía Trung Nhạc. Tạo vật chủ, tu luyện tới trình độ này của ngươi đúng là khiến ta ngạc nhiên mà. Mục Tiên Thiên tới giờ vẫn chưa giết ngươi, đúng là nuôi ong tè áo. Dòng sông đó được hắn coi như cây roi, roi quất tới, dòng sông đột nhiên lộ diện là một đạo ngân hà tinh hệ được hắn luyện thành dòng sông lớn, đế hiệu của hắn. Từ đó mà ra, dòng sông cuồn cuộn vẽ nên một đường cong, những giọt nước rơi xuống phía sau dòng sông không ngừng phình to, biến thành những quả tinh cầu khổng lồ vô cùng dọa người. Những quả tinh cầu này được tạo thành từ khảm thủy, tụ thủy thành tinh, luyện tinh thành thủy, biến thành sông lớn. Nếu Thanh Hà Đế phát huy được toàn bộ sức mạnh thì chắc chắn là một dòng tinh hà màu xanh giữa bầu tinh không. Trung Nhạc rút đao, thần ma thái cực, tiên thiên tứ tượng, tiên thiên bắt quái, cộng với không gian và trụ quang, cùng với tiên thiên dịch đạo, tất cả 73 loại tiên thiên đại đạo. Trên tiên thiên quyền bính biến thành một cây tiên thiên thần đao. Trảm đạo, Trung Nhạc vung đao đã lấy dòng sông lớn. Dòng sông lớn trong tay Thanh Hà Đế vung tới đâu, không gian liền vỡ vụn tới đó. Xung quanh vô số tòa đại trận bị sức mạnh khủng khiếp của hắn đánh cho tan tành.
đại quân bị đánh bay, chiến lực đế cấp thật sự là kinh thiên động địa. Tiên thiên thần đao và dòng sông lớn của Thanh Hà Đế va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu thần ma bị chấn động tới thổ huyết, vội vàng tránh xa họ. Trung Nhạc cũng bị loạng choạng lùi về phía sau, con thuyền cổ dưới chân hắn bị sức mạnh lớn đè chìm hẳn xuống, rơi từ Nam Thiên Môn xuống dưới Thiên Đình. Thanh Hà Đế sắc mặt tối lại, đao vừa rồi của Trung Nhạc đã cắt vào đế binh của hắn. Tuy đối với dòng sông đó mà nói thì không bị tổn hại gì, nhưng một tạo vật chủ lại làm được tới mức này, liên tiếp đã được hai chiêu của hắn, vẫn là khiến cho hắn rất không thoải mái. Đỡ được hai chiêu của ta thì sao? Hai chiêu không đánh chết ngươi thì ba chiêu, bốn chiêu, bao giờ đánh chết ngươi thì thôi. Thanh Hà Đế thân hình hạ xuống thấp, dòng sông làm roi, tựa rồng tựa rắn, không ngừng quất Trung Nhạc. Mỗi lần quất sau lại mạnh hơn lần trước. Thực lực của hắn tuy không bằng đế hậu, cũng thua kém Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế một chút, thế nhưng đế cảnh cũng vẫn là đế cảnh, chiến lực vẫn hơn Trung Nhạc. Trung Nhạc vung đao chống đỡ, khóe miệng đã rỉ máu. Đột nhiên Thanh Hà Đế ném cây roi đi, cây roi biến thành một con thanh long dương nanh múa vuốt, bay lượn quanh hắn tấn công. Còn Thanh Hà Đế thì bước đi trên không, tiến về phía hắn. Dùng dòng sông biến thành thanh long ngư, Thiên Đế, thần thông của ngươi còn sánh được với Lôi Trạch Thị sao? Tiên thiên thần đao trong tay Trung Nhạc cũng bay đi, biến thành một con tiên thiên lôi trạch thần long. Thanh long và lôi trạch thần long lao vào nhau, Thanh Hà Đế tới mũi thuyền, tung tay áo tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc lúc thì xuất hiện trên mũi thuyền, lúc lại trên cột buồm, lúc lại dưới đuôi thuyền, không cho hắn lên thuyền. Thanh Hà sư huynh, xem ra huynh bị đế hậu khai thác quá nhiều rồi, ngay cả một tạo vật chủ nhỏ nhoi như ta cũng không giết được. Nếu còn tiếp tục thì nắm xương già của huynh sẽ thành xương khô mất đấy. Trung Nhạc nhổ máu trong miệng ra cười ha hả. Dịch tiên sinh, ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi thật sao? Sắc mặt của Thanh Hà Đế càng thêm tối sầm, sau đầu một quầng sáng bay ra, biến thành một dòng sông lớn, một roi quất tới. Trung Nhạc không kịp phản ứng, bị quất nhục thân gần như tan nát, cả người và thuyền đều bị quất bay rơi về hướng đế tinh. Thanh Hà Đế đuổi theo, từ sau đầu lại một quầng sáng nữa bay ra, biến thành dòng sông lớn thứ ba. Hai tay cầm roi đan vào nhau, dòng sông lớn đó giống như độc long uốn lượn, không ngừng nhằm con thuyền cổ đang rơi mà quất tới. Trung Nhạc cố gắng lấy thăng bằng cho con thuyền cổ, đồng thời tránh công kích. Đột nhiên sau đầu Thanh Hà Đế lại một quầng sáng nữa bay ra, biến thành dòng sông lớn thứ tư quất lên con thuyền cổ. Con thuyền cổ kéo theo cái đuôi lửa dài, lao vào đại khí tầng của đế tinh, rơi xuống biển lớn vô tận của đế tinh. Thanh Hà Đế đáp xuống mặt biển, thấy mặt biển nổi cơn sóng đào, nơi con thuyền cổ rơi xuống nổi ngọn sóng lớn. Con thuyền cổ nổi lên, phá sóng lao tới. Trên mũi thuyền, Trung Nhạc thở hồng hộc, hắn vẫn đang tiếp tục gắng gượng. Giờ Dịch tiên sinh có thể chết rồi chứ? Thanh Hà Đế cười khẩy, lắc mạnh dòng sông trong tay, biến thành cây trường thương màu ngọc bích vô cùng to lớn, đâm thẳng về phía Trung Nhạc. Chư thiên vô đạo! Trung Nhạc hét lớn, một chiếc trống đen xuất hiện, tùng tùng vang lên tiếng trống. Thanh Hà Đế khẽ run người, cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đánh tới, hạn chế đạo pháp thần thông của hắn, thậm chí ngay cả cây thương của hắn cũng bị tiếng trống kỳ lạ kia khắc chế. Thân cây thương khổng lồ đang không ngừng tan rã, nước chảy ra biến thành những quả tinh cầu rơi xuống biển đế tinh. Sao loại thần thông này? Thanh Hà Đế sắc mặt đại biến, một dòng sông khác bay ra, phập một tiếng đâm xuyên mặt trống, dùng lực lắc mạnh, chiếc trống vỡ tan, nhưng rồi lại một chiếc trống đen khác xuất hiện, tùng tùng kêu lên. Thanh Hà Đế tâm phiền ý loạn, cảm thấy tiếng trống đó áp chế tu vi thực lực của mình, thật sự khó lòng mà chịu đựng, khiến sức mạnh đệ đạo của hắn tụt giảm nhanh chóng. Hai dòng sông lớn hắn vừa tung ra lúc này đã mềm nhũn, chẳng có tác dụng gì. Rồi lại một dòng sông khác đâm về phía chiếc trống Trung Nhạc mới tiến lên kia. Đột nhiên tiên thiên nhục xí sau lưng Trung Nhạc răng rộng, hắn vỗ cánh bay lên, tiên thiên thần đao bay tới, sáu tay cầm đao chém mạnh xuống Thanh Hà Đế. Một đao này khí thế hùng hồn, đao quang chiếu rọi cả bầu trời đế tinh, dường như vượt qua cả không gian và thời gian vậy. Tế! Thanh Hà Đế vội vàng lùi về phía sau. Một dòng sông khác bay tới đón đao của Trung Nhạc, vừa chặn được thì lại thấy phía sau Trung Nhạc là một Trung Nhạc khác giang cánh bay lên, tiên thiên thần đao chém tới. Tế! Thanh Hà Đế không kịp suy nghĩ nhiều, Trung Nhạc thứ hai là từ đâu mà tới, vừa lui nhanh về sau vừa chỉ tay tới. Quầng sáng thứ năm bay ra chặn đao thứ hai của Trung Nhạc. Nhưng lúc này từ sau Trung Nhạc thứ hai lại xuất hiện thêm Trung Nhạc thứ ba, chạm đạo thần đao lại chém tới. Tế! Thanh Hà Đế sắc mặt nặng nề, quầng sáng thứ sáu đỡ chiêu của Trung Nhạc thứ ba,
nhưng rồi lại một trung nhạc khác bay lên từ phía sau trung nhạc thứ ba, vẫn là chẩm đạo thần đao chém xuống. Tế! Hắn thu hồi đế binh của mình, đỡ trung nhạc thứ tư, rồi lại thấy trung nhạc thứ năm bay lên, đao quang chói lòa. Sao lại có nhiều dịch quân vương như vậy? Thanh Hà Đế chân tay luống cuống, đế binh và thấu ảnh của lục đại nguyên thần bí cảnh của hắn đều đã biến thành dòng sông lớn chặn trung nhạc và đối phó với những chiếc trống kia. Lúc này trong tay của hắn không còn thần binh, đành phải lấy tay đỡ. Phập một tiếng, bàn tay của hắn rơi xuống, chỉ còn lại cổ tay phun máu. Thanh Hà Đế vừa kinh vừa nộ, hắn bị tiếng trống làm loạn tu vi và tâm cảnh, sức phòng ngự không còn như lúc trước, đến mức bị trung nhạc đánh trúng. Đao của trung nhạc thứ năm chém xuống thì lại thấy một trung nhạc khác nữa bay lên nhằm đầu hắn mà chém tới. Trung nhạc nghiêng đầu bị đao chém vào vai, thần đao gần như cắt xuống ngực của hắn, bàn tay còn lại của hắn đánh bay trung nhạc đi. Cùng lúc đấy, chiếc trống thứ hai bị dòng sông xuyên qua vỡ tan. Chiếc trống đó dù sao cũng là phòng chế của thiên ngục ngục chủ, chứ không phải mộ cổ chân chính, vẫn chưa thể hoàn toàn khắc chế được Thanh Hà Đế. Khi Thanh Hà Đế vừa đánh bay trung nhạc thứ sáu, con thuyền cổ từ phía sau lao mạnh tới, đâm thẳng vào lưng của Thanh Hà Đế, khiến cho hắn hộc máu, bay đi không biết bao nhiêu dặm, đập thẳng vào thần sơn giữa biển. Tòa thần sơn đó bị đập vỡ tan tành, lúc này Thanh Hà Đế mới dừng lại. Con thuyền cổ chấn động, vù một tiếng lùi sau. Thanh Hà Đế điên cuồng lao tới, nhưng thấy các trung nhạc bay lên đắp xuống con thuyền cổ. Sáu trung nhạc hợp lại làm một, con thuyền phá không bay đi. Thanh Hà Đế tóc tai rối loạn, toàn thân là máu, nộ khí xung thiên. Các dòng sông lớn bay vào sáu quầng sáng sau đầu của hắn, lao vào các tầng không gian. Tiểu bối, nếu ta để ngươi chạy thoát được thì ta sẽ tự sát tại đây. Đế cánh quả nhiên vẫn là cường đại tới mức không có khả năng để chiến thắng. Lúc này trên mũi thuyền, trung nhạc gắng gượng đứng đấy, thân thể lặng choạng lắc lư, thế nhưng không ngã. Bảy quầng sáng sau đầu của hắn lần lượt đóng lại, thất đạo luân hồi dù sao vẫn chưa thành hệ thống, không thể duy trì được quá lâu. Huyết nhục toàn thân của hắn không ngừng chấn động, máu xấu trong cơ thể thải ra từ lỗ chân lông, máu đen chảy thành một vũng, máu thịt hỏng được hắn luyện hóa sinh máu thịt mới. Còn đại đạo bị đánh tan cũng được tổ hợp lại từ đầu. Nguyên thần của hắn cũng đang tự hồi phục, muốn giết hắn không dễ như vậy. Nhưng lần này giao đấu với Thanh Hà Đế thật sự cũng khiến cho hắn ý thức được sự cường đại của đế cảnh. Lần này hắn dùng gần như hết toàn bộ vốn liếng của mình mà cũng chỉ khiến cho Thanh Hà Đế bị thương. Căn cơ của hắn ta khủng khiếp như thế nào. Tập hợp công pháp của 23 triều đại Phục Hy Đế và vài triều Tại Hoàng, cùng với căn cơ của Lôi Trạch Khoa Tư, còn có thiên đạo hoàn chỉnh, như vậy mới lĩnh ngộ ra Tiên Thiên Bắt Quái. Chỉ riêng Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh trong Tiên Thiên Bắt Quái cũng đã là công pháp cấp đạo thần vô cùng cường đại, vượt qua cả công pháp đế cấp. Còn thiên đạo thoát thai từ Tam Thập Thiên Đạo Đồ có lẽ chỉ thua kém Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh một chút. Tiên Thiên Bắt Quái của hắn hoàn toàn có thể nói là công pháp mạnh nhất thế gian hiện nay, chứ không phải là một trong những số đấy nữa. Đương nhiên loại trừ công pháp của cảnh giới đạo thần, Tiên Thiên Bắt Quái của trung nhạc tuy đã mạnh tới cực hạn, nhưng cảnh giới đạo thần vẫn còn vô cùng xa lạ với hắn. Trong Tiên Thiên Bắt Quái của hắn không có cảm ngộ của cảnh giới này, còn thua kém công pháp của đạo thần một bậc. Nhưng có công pháp của cảnh giới đạo thần hay không cũng chưa chắc chắn được. Hắn nghi ngờ rằng đạo thần là một loại cảnh giới huyền diệu, tuyệt đối không thể có loại công pháp nào có thể ghi lại được cảm ngộ về đạo thần. Công pháp là vật chứa, không có vật chứa nào lại chứa nổi đạo thần. Hơn nữa, tâm cảnh của trung nhạc cũng đã đạt tới đế cấp, không hề thua kém Thanh Hà Đế. Cảm ngộ của hắn về đạo còn hơn Thanh Hà Đế, đã tới trình độ thân ở bên trong, đạo ở bên ngoài. Cái gọi là thân bên trong, đạo bên ngoài nói rõ cũng đơn giản, bản chất của nó là đã thoát khỏi hệ thống tu luyện đồ đằng của đại toại. Đại đạo bên ngoài hệ thống tu luyện, tất cả hậu thiên sinh linh từ cổ chí kim, có lẽ ngoài hắn ra chỉ có Phục Môn Đạo Tôn là làm được điều này. Còn Phong Hữu Trung có làm được không thì trung nhạc không rõ. Đại đạo của hắn đã thoát ly khỏi đồ đằng văn, không còn được tạo thành từ đồ đằng văn nữa, mà là đại đạo trời sinh, là một thể hoàn chỉnh. Thanh Hà Đế vẫn trong cảnh giới, còn đạo hạnh của hắn thì đã ở ngoài cảnh giới. Trong não mở ra một tiểu vũ trụ, diễn hóa tiên thiên thánh địa, hắn đã bước vào lĩnh vực của tiên thiên thần vương, thậm chí còn vượt qua. Hơn nữa, hắn còn dùng tới hai chiếc mộ cổ, cộng với lục đạo chân thân tương lai, năm bản thân hắn từ tương lai tới, được hắn mời tới, hợp lực ra tay với hắn của hiện tại. Cho dù vậy thì hắn cũng chỉ đả thương được Thanh Hà Đế, không thể gây nên tổn thương gì lớn tới Thanh Hà Đế cả. Một cảnh giới vô địch thế gian gần 200 vạn năm đúng là không dễ gì bị đánh bại. Làm thế nào để giết chết một cường giả đế cảnh đấy? Từng mảnh xương vụn trong cơ thể được hắn đẩy ra ngoài,
Ánh mắt hắn lay động, con thuyền cổ xuyên qua tầng tầng u không, điên cuồng tiến về phía trước. Ở phía sau, Thanh Hà Đế vẫn đang đuổi theo. Xung quanh con thuyền cổ không ngừng xuất hiện những dòng sông lớn cuộn tới. Đó là Thanh Hà Đế vừa đuổi theo vừa tấn công Trung Nhạc. Dòng sông lớn tựa khói, lúc tụ lúc tan. Mỗi một chiêu công kích của Thanh Hà Đế đều đáng sợ như vậy. Tuy hắn đang trong cơn thịnh nộ, nhưng ra tay không hề có sơ hở. Khi tấn công Trung Nhạc, cảm nhận được trong dòng sông hắn tạo ra có dòng ám lưu quấy nhiễu sự phi hành của con thuyền. Mỗi lần dòng sông chấn động là gây nên vô số những vòng xoáy lớn nhỏ hút lấy con thuyền. Nếu là một con thuyền bình thường thì có lẽ đã bị đánh lật, rơi vào tay của Thanh Hà Đế rồi. Con thuyền cổ đón gió phá sóng, hút tan sóng, tiến về phía trước, thoát khỏi những xoáy nước. Ngay cả dòng ám lưu cũng không thể làm gì được nó. Với thực lực của ta, có lẽ không thể giết được Thanh Hà Đế, trừ phi có ngoại lực trợ giúp ta, mượn sức mạnh của người khác kích sát Thanh Hà Đế. Trung Nhạc trầm ngâm, con thuyền cổ bất chi bất xác đã tiến về hướng vũ trụ cổ xưa. Thần ma chân thân của Mục Tiên Thiên đã đang trên đường tới Tử Vi rồi, giờ có lẽ còn một năm nữa mới tới được Tử Vi Đế Tinh. Nếu con thuyền cổ tới vũ trụ cổ, sẽ đi vào thần thành thứ 9 của vũ trụ cổ, gặp thần ma chân thân của Mục Tiên Thiên, dùng toàn lực phi hành sẽ mất nửa năm, cũng có nghĩa là hắn buộc phải tháo chạy khỏi Thanh Hà Đế trong nửa năm. Hơn 10 ngày sau, Thanh Hà Đế vẫn không thể đuổi kịp con thuyền để chặn Trung Nhạc lại. Đột nhiên vị đế này tỉnh ngộ, dừng lại, quay người bay về hướng thiên đình. Hắn cười khẩy: Dịch Quân Vương, ngươi muốn kéo dài thời gian ư? Cũng được, ta sẽ phải giết sạch đại quân của Mục Tiên Thiên, Trường Sinh và Ưng Tôn trước vậy, xem ngươi còn trốn được không. Trung Nhạc ra đầu tê dại, đột nhiên đổi hướng thuyền về Tử Vi thiên đình. Thanh Hà Đế cười ha ha, từ tốn bay về thiên đình nói: Thê tử của ngươi vẫn còn ở trên chiến trường đúng không? Ta sẽ giết họ, xem ngươi còn muốn trốn nữa không đấy. Con thuyền cổ lao đi như chớp đuổi theo Thanh Hà Đế. Trung Nhạc khét lớn, thất đạo luân hồi lập tức bùng nổ. Tinh hà vô biên cuồn cuộn, trước mắt Thanh Hà Đế hoa lên, trời đất đột nhiên biến đổi. Thanh Hà Đế dừng lại quan sát xung quanh, thấy tầng tầng luân hồi bao trùm lấy hắn. Trung Nhạc đứng bên ngoài, gương mặt khổng lồ che khuất bầu trời, phía dưới là hàng tỷ ngôi sao. Quỷ thần đại đế ư, cho trẻ con không đáng nhắc tới. Thanh Hà Đế cười, quỷ thần đại đế tuy cường đại nhưng dù sao cũng chỉ là linh hồn, không có nhục thân thật sự, trước mặt hắn chẳng thể chịu nổi một chiêu. Thanh Hà sư huynh, ta đây không phải quỷ đế, hãy nghe ta nói một lời. Đột nhiên một giọng nói truyền tới, Thanh Hà Đế nhíu mắt nhìn, thấy ở giữa bảy tầng luân hồi là một vùng tiên thiên đại đạo, ánh sáng chói lòa lấp lánh, trong lòng bất giác run lên. Giống như một tòa thánh địa vậy, thật là lạ. Đây chắc là thế giới thất đạo luân hồi của tên tiểu bối này. Sao lại có một tòa thánh địa vậy? Thanh Hà Đế khó hiểu, quan sát kỹ thì sắc mặt biến đổi. Đó không phải là một tòa thánh địa, mà là một thể chỉnh hợp của 11 tòa thánh địa. Trong đấy có thần ma thái cực thánh địa. Thánh địa này phân ra thần đạo âm dương tứ tượng và ma đạo âm dương tứ tượng thánh địa. Mà thần ma âm dương tứ tượng thánh địa lại sinh ra 8 tòa thánh địa kỳ dị, tung hoành đan xen, vô cùng hoa lệ. Chính giữa 11 tòa thánh địa này là một vị tiên thiên thần ma đầu người mình rắn, thân phủ vảy rồng, đuôi dài tạo thành thế bản thiên, mắt tựa nhật nguyệt, mi tâm có thần nhãn, xuyên thấu hư không. Ngươi là ai? Sắc mặt của Thanh Hà Đế khẽ biến đổi, quát lên: Là kẻ nào đang giả thần giả quỷ vậy? Còn không mau hiện nguyên hình đi. Vị phục hy thần nhân đó tay nâng thế giới thất đạo luân hồi lên, cười nói: Hỗn độn sơ khai, ta được sinh ra, ta chính là tiên thiên phục khi thần. Để Thanh Hà sư huynh được biết, ta là khai thiên chi thần, tiên thiên thai nghén, thiên sinh địa dưỡng, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, nhân xưng phục khi thần vương. Phi! Thanh Hà Đế phun ra một dòng sông lớn, nước bọt đúng là phun ồ ạt. Hắn cười khẩy: Ta tưởng là ai, thì ra là một phục khi nhỏ nhoi của hạ giới, giả thần giả quỷ ư? Ta nhìn rõ mặt ngươi rồi, ngươi chính là tiểu phục khi hoành hành trong 36 lục đạo giới kia. Ngươi tên là Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Ngươi hoành hành ở hạ giới, Đế Minh Thiên Đế từng ra lệnh truy lãng ngươi, ngươi đứng đầu trong bảng truy nã, không ngờ ngươi vẫn còn sống nhân nhân thế này. Hắn ngẩng lên nhìn Trung Nhạc bên ngoài, cười khẩy: Dịch Quân Vương, từ khi nào ngươi lên thủ với phục khi vậy? Hai ngươi đều quen giả thần giả quỷ, một kẻ là phục khi giả, một kẻ là phục khi dư nghiệt. Còn giả dạng tiên thiên thần vương dọa ta sao? Cũng được thôi, hôm nay
ta sẽ trừ bỏ cả hai ngươi. Trước mặt Tiên Thiên Thần Vương tốt xấu gì cũng là một công lao. Hắn tế sáu dòng sông lớn cuồn cuộn định tấn công Trung Nhạc trong tòa Tiên Thiên Thánh Địa kia. Phụt! Trong Tiên Thiên Bất Quái Thánh Địa, Trung Nhạc hét lớn: Thanh Hà Thí, đừng hòng ngông cuồng, để ta mời mấy vị huynh đệ của ta thi đấu với ngươi. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ đâu? Cùng đánh hắn đi. Sắc mặt Thanh Hà Đế biến đổi, đột nhiên thấy thế giới thất đạo luân hồi đó lại có ánh sáng tràn ra. Một tiếng trống vang lên, lại một Phục Hy đầu người thân rắn bước ra, tay cầm đại ấn, cười ha hả: Được, đánh thì đánh. Lại một tiếng chuông vang lên, một Phục Hy đầu người thân rắn khác từ sau trong vũ trụ bước ra, tay cầm Tiên Thiên Thần Đao. Hắn lên tiếng nói: Ta vốn là Tiên Thiên Nhất Nguyên Thần, hôm nay hợp lực đánh Thanh Hà. Rồi lại một âm thanh lớn vang lên, một Phục Hy khác bước ra từ nơi hỗn độn trong vũ trụ, tay cầm thiên bàn, cười ha hả nói: Huynh đệ tề tâm, đánh lật Thanh Hà. Rồi lại mấy tiếng rung chuyển nữa, lại hai Phục Hy nữa xuất hiện, một người cầm mộ cổ biến thành từ đại đạo, áo choàng đen bay phần phật, sát khí đằng đằng bao trùm chư thiên vô đạo. Một người cầm Tiên Thiên Thần Đao, gân xanh như dòng cuốn, khôi ngô trắng kiện. Sáu vị Phục Hy từ bốn phương tám hướng đánh tới. Không cần nói, cùng tiến tới, giết chết hắn đi. Thanh Hà Đế vừa kinh vừa nộ, nhìn các Phục Hy đang lao tới, trong lòng thầm khó hiểu. Không phải nói Phục Hy chỉ có hai Dương Nghiệt hay sao? Một nam một nữ, nam ở hạ giới, còn nữ cũng đang trốn rồi. Sao giờ lại xuất hiện cả đám như vậy? Nhưng hắn không hề sợ hãi, đứng sừng sững trong thất đạo luân hồi. Sáu dòng sông lớn cuồn cuộn, chiến đấu với sáu Trung Nhạc. Đáng ghét nhất là thần nhân tế mộ cổ kia căn bản không tham chiến, mà chỉ ở bên ngoài điều khiển chiếc trống khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Chiếc trống đó không phải là thần binh, mà là được biến thành từ thần thông, là thực thể mà chư thiên vô đạo ngưng tụ thành. Tuy không bằng hai chiếc trống trước đó của Trung Nhạc đã tiến lên, nhưng cũng gây nhiễu không nhỏ tới hắn, khiến cho Thanh Hà Đế buộc phải dùng một dòng sông truy sát hắn. Đột nhiên bầu trời vỡ ra, Trung Nhạc ở bên ngoài chém một đao xuống nhằm vào đầu Thanh Hà Đế. Thanh Hà Đế không kịp trở tay trúng một đao, máu tươi bắn nhuộm đầy mặt. Bảy tên khốn kiếp các ngươi! Thanh Hà Đế chửi bới, nguyên thần biết cảnh mở ra, sáu đạo tinh hà nhanh chóng mở rộng. Hắn định thi triển thế giới luân hồi của mình cắt thất đạo luân hồi của Trung Nhạc. Ngay khi hắn mở ra lục đạo luân hồi, thì sáu Phục Hy thần nhân kia cũng huých lên trên người của hắn. Thanh Hà Đế thổ huyết, cố gắng gắng gượng nhẫn nhịn. Lục đạo luân hồi thế giới biến to lên, khiến thế giới thất đạo luân hồi của Trung Nhạc nổ tung. Dù sao hắn cũng là đế cảnh, lục đại biết cảnh gần như biến thành tinh hà thật sự. Cho dù lĩnh ngộ không sâu bằng Trung Nhạc, nhưng pháp lực cảnh giới ở đấy lớn hơn thế giới thất đạo luân hồi của Trung Nhạc rất nhiều. Mau chạy đi! Các vị Phục Hy bỏ chạy tứ tán kêu lên: Có biến, chạy thôi! Thanh Hà lão huynh nổi giận rồi, cả đám chạy thôi, chạy! Thanh Hà Đế phá tan thế giới thất đạo luân hồi, nhìn quanh thì thấy sáu vị Phục Hy thần nhân đã biến mất không tăm không tích. Còn trên không trung, Trung Nhạc đang điều khiển con thuyền cổ bỏ chạy. Tên khốn ngươi, chạy thì nhanh không may bằng! Thanh Hà Đế nộ khí xung thiên, quát lớn rồi đuổi theo sau Trung Nhạc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 299 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.